Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng. Xin tiếp tục gửi đến quý vị bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, tin mới nhận, Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua luật an ninh mạng để trấn áp người dân. Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã chính thức thông qua luật an ninh mạng với 423 trong số 466 người trong Quốc hội chấp thuận, bất chấp mọi kêu gọi và phản đối dự luật này. Luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Cùng với dự luật đặc khu kinh tế, dự luật an ninh mạng là một trong hai nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10 tháng 6. Quốc hội Cộng sản Việt Nam vào ngày 11 tháng 6 hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật đặc khu, cho phép các nhà đầu tư Trung Cộng thuê đất 99 năm cùng các ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, có thể thấy luật an ninh mạng vừa được thông qua vào sáng ngày 12 tháng 6 sẽ là công cụ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiểm soát chặt chẽ hoạt động, thông tin cá nhân của người dân tham gia hoạt động trên mạng. Ngay sau khi luật an ninh mạng được thông qua, dư luận đặc biệt là giới hoạt động dân chủ cho rằng luật này sẽ thắt chặt tiếng nói phản biện và vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân, sẽ xuất hiện một lực lượng chuyên trách có thể không cần phán quyết của tòa án hay phê chuẩn của Viện Kiểm sát, được áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với cá nhân, doanh nghiệp can thiệp vào các quan hệ dân sự hay kinh tế. Thưa quý vị, luật an ninh mạng sẽ được thi hành bất chấp phản đối của người dân. Luật an ninh mạng do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lập ra vào đầu năm 2019, luật sẽ có hiệu lực thi hành. Được biết là theo đạo luật an ninh mạng vừa mới được thông qua, thì các công ty cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội phải đặt máy chủ ở Việt Nam và phải cung cấp dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho cơ quan an ninh, bất kể có giấy triệu tập của tòa án hay không. Luật an ninh mạng đưa ra nhiều quy định từ việc cấm người dùng phát tán tài liệu bị cho là kích động biểu tình đến các tài liệu bị cơ quan chức năng nói là xúc phạm quốc kỳ hay lãnh đạo lãnh tụ của Việt Nam. Nếu bài viết vi phạm sẽ bị Google, Facebook gỡ xuống trong vòng 24 tiếng. Một trong những điều khoản của luật an ninh mạng là Việt Nam có quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam, phải lưu trữ tại Việt Nam đối với dữ liệu quan trọng của người dùng dịch vụ tại Việt Nam. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài tham gia các hoạt động này phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Hiện nay, Google và Facebook đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông và Singapore. Thưa quý vị, hỏa tiễn Trung Cộng tái xuất hiện trên đảo Phú Lâm. Một loạt hệ thống hỏa tiễn của Trung Cộng tái xuất hiện trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Vài ngày sau khi ảnh vệ tinh cho thấy dường như chúng đã bị rút ra khỏi nơi này. CNN trích dẫn một thông tin tình báo mới trong ngày 11 tháng 6 năm 2018. Cho thấy các hệ thống vũ khí của Trung Cộng lại xuất hiện trên đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Các hệ thống này đã được phát giác biến mất vào đầu tháng 6 qua hình ảnh vệ tinh của tổ chức ImageSat International (ISI) trong bản tuyên bố ban đầu về việc rút các hệ thống vũ khí này. Tổ chức ISI cho rằng có thể Trung Cộng đã cho dời hỏa tiễn địa đất đối không sang một hòn đảo khác hoặc là di chuyển chúng trong khuôn khổ cuộc tập trận. Khi các hình ảnh ban đầu được tuyên bố, các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về việc hệ thống hỏa tiễn của Trung Cộng được di dời đi nơi khác vĩnh viễn. Họ tin rằng các hệ thống này được rút đi để tạm được bảo trì. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin người Việt hải ngoại, lễ phát học bổng lần thứ nhất của Kim Dương Foundation. Lễ phát học bổng lần thứ nhất của Kim Dương Foundation diễn ra vào sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 6 tại Business Center, thành phố Reston, Virginia. Trong hơn 6 tháng vừa qua, Kim Dương Foundation được sự đồng hành và tiếp tay của một số chuyên gia và nhà giáo dục đã cùng chung tay thực hiện chương trình với mục đích hỗ trợ cho các em Mỹ gốc Việt có thêm phương tiện trên con đường học vấn, khuyến khích các em cố gắng thực hiện ước mơ thành đạt cho bản thân, giữ gìn văn hóa cội nguồn Việt Nam và ý tưởng phục vụ vô vị lợi cho cộng đồng xã hội. Đúng 9 giờ sáng, chương trình lại bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và phút mặc niệm. Sau đó là phần phát biểu của bà Kim Dương, cảm ơn quan khách và giới thiệu các thành viên. Tất cả có 12 em được nhận học bổng, 8 em sẽ và đang học ở trường đại học Maryland, nhận được 2.000 Mỹ Kim mỗi em. 4 em học sinh sẽ và đang học ở trường đại học George Mason sẽ nhận được 1.000 Mỹ Kim mỗi em. Ngoài ra thì em Laura Phạm đại diện cho 12 em xuất sắc nhận học bổng phát biểu và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Lễ phát học bổng kết thúc vào lúc 11:30 sáng cùng ngày sau bài hợp ca Việt Nam, Việt Nam. Thưa quý vị, chuyển sang một tin đời sống, một quán bar tại New York phục vụ món cánh gà mạ vàng,
Một nhà hàng kiêm quán bar tại tiểu bang New York hy vọng món ăn mà họ vừa mới sáng chế sẽ giúp thu hút một lượng lớn khách hàng. Đó chính là món cánh gà chiên phủ vàng 24 carat. Món ăn đắt tiền này đang được dùng để phục vụ thực khách tại hai chi nhánh khác nhau của nhà hàng The Ainsworth ở Manhattan. Chủ nhân nhà hàng là ông Brian Massa cho biết, trước khi được phủ vàng 24, cánh gà sẽ được chiên giòn rồi tẩm sốt mật ong. 10 chiếc cánh gà chiên phủ vàng đang được nhà hàng The Ainsworth bán ra với giá là 45 Mỹ Kim. Đối với những vị khách giàu có, chỉ cần bỏ ra 1.000 Mỹ Kim, họ sẽ được hưởng trọn gói 50 chiếc cánh gà phủ vàng, cùng với một chai rượu champagne từng thuộc quyền sở hữu của ca sĩ Jay-Z. Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, những vở nhạc kịch hay nhất biểu diễn tại Tony Awards. Lễ trao giải Tony Awards diễn ra tại New York vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 6. Đây là dịp để tôn vinh những vở nhạc kịch hay nhất trên sân khấu Broadway trong năm vừa qua. Giữa các giải thưởng và các bài phát biểu, có rất nhiều buổi biểu diễn từ các vở nhạc kịch hàng đầu. Các tiết mục tiêu biểu bao gồm các bài hát từ những vở nhạc kịch như Mean Girls, My Fair Lady, SpongeBob SquarePants, Frozen, Summer Donna Summer Musical, Once on This Island và The Band's Visit. Ngoài ra thì nam ca sĩ Bruce Springsteen cũng biểu diễn ca khúc My Hometown từ chương trình Springsteen on Broadway của ông. Và bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối. Hải Bình cũng như Ngọc Trâm xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin News at Night.